chào các bác cô chú anh chị. Cuối tuần này các bác chắc đang ở Bắc Ninh rất là vui đúng không? Triển lãm rất to và quy mô, nơi mà anh em cây cả nước hướng về các bạn. Đấy, thì tôi chọn về quê sửa cây. Hiện tại đang có rất là xanh tốt, lồ lắm. 4 tháng rồi tôi mới về. Đấy, thì hôm nay vặt lá cây này và cái cây này, sửa sang một số cây ở đây thôi. Cái sung này đẹp quá các bạn, nó rụng lá này, nó rụng lá, nó trơ quả, rụng rất nhiều quả tự nhiên. Thì mai làm cái này, như này, như này. Đấy. Các bác xem nó đang lá, nó đang xanh tốt, xanh làm điển nhé, xanh tốt. Và tôi sẽ vặt lá mà không quay này, cái này. Để mai hôm nay vặt lá, bởi vặt lá nó mất rất nhiều thời gian. Tôi vặt lá xong rồi tôi sẽ quay làm dăm mà chỉnh sửa nó các bác nhé. Đấy, thì chắc là vặt đến đêm mới hết được. Bây giờ là 6 giờ rồi, gần 6 giờ, hơn 5 rưỡi, 6 giờ kém. Đấy, sắp tối. Tôi sẽ vào vặt lá các bác nhé, để các bác xem. Đấy, mai thì các bác sẽ không nhìn thấy lá đấy. Nhưng bây giờ cơ bản các bác nhìn, lúc nó có lá sẽ như này các bác nhé. Để các bác biết chất lá, rồi cây trước đó là như nào và sau nó thay đổi như nào các bác nhé. Rồi, ok các bác, hẹn gặp lại các bác vào ngày mai. Video các bác nhé. Các bác hôm qua say quá đấy, sáng nay vặt tiếp đây, dằm riết các bác nhìn đây, vặt hết bao nhiêu công nữa, vặt không vặt được từng lá nữa các bác, không vặt được từng lá mà tôi tuốt xong bây giờ nhặt lại cho nó sạch từng cái lá để lần này làm cho nó dăm cho nó bay một chút. Tất nhiên nó chưa thể dày ngay được vì là mình không thường xuyên ở nhà chăm sóc ấy, thì đâm ra nó mọc rậm quá thì nó cứ mặc ở những cái đầu xa này ra, đâm ra nó chưa thể dày được. Phải chờ thường xuyên các bác, thường xuyên cắt đúng lúc ấy, và không để nó quá và lúc nào bóc răm thì bóc. Đấy, ví dụ như hôm nay bóc răm là đẹp rồi, lá ấy thì vô cùng nhiều đấy. Tí nữa dọn ốm này. Đấy, các bác nhìn. Chắc tôi sẽ nhặt dăm và chỉnh sửa từng tí một các bác nhé. Nó hơi vướng mà cây nó lại to, đâm ra các bác đằng sau này không có chỗ lùi, cho nên tôi quay hơi gần một chút các bác. Đây là mặt sau của nó. Nói chung mặt nào cây này cũng đẹp các bác. Đấy. Đấy. Ok, quay trở lại đằng trước đi. Trở lại trước. Xong rồi bóc dăm và đấy các bác, đối với cái cây to các bác nhé, khi mà mình nó khác cây nhỏ là khi mà mình định hình đứng xa mình định hình dễ đúng không, nhưng mà khi mình làm là mình làm là mình trèo lên từng những cái điểm này, đôi khi là mình không nhìn thấy cái tổng quát. Như đối với cây mini thì mình bê được và mình đứng đâu mình cũng nhìn được tổng quát, cho nên làm định hình nó không bị lệch. Cây to thì thường là sẽ bị lệch, nếu như bác nào mà ít kinh nghiệm hoặc là mới thì nhiều khi là cứ bị cắt lệch, ví dụ bắt vẹo một bên hay là một bên bị lẹm chỗ nào đấy. Thế thì chắc có cái cách dễ hơn là ta cắt an toàn, ở mức an toàn răm xong rồi rút sâu một lần nữa, thì chịu khó mất công một tí nhưng mà nó sẽ chuẩn hơn các bác nhé. Ok, bây giờ tôi dựng máy để làm nhé các bác nhé.
Đấy, định hình có qua lỡ dối làm tiếp. Yeah.
Đấy, nó đây các bác, dày hơn được trước một tí. Nếu như lần này mà làm sớm hơn ý, thì dằm nó sẽ rất đẹp. Đang để bị lúc hôm nay làm là hơi quá. Đấy các bác. Thì có cái khó là làm cái to là như tôi vừa nói là cái hình dung ấy, bao quát mình đứng xa thì nhìn thấy, nhưng mà khi mình làm chi tiết, mình bắt đầu bắt tay vào làm ấy, trèo lên làm từng chi tiết thì mình lại không nhìn được bao quát, nhiều khi nó bị lệch ấy. Thì chỉ có cách là cứ làm là an toàn ấy, cắt nhiều lần, cắt dăm ở mức an toàn, sau rồi chạy ra ngắm, thấy đó chỗ này có hơi cao, thả sấp tí một tí thì lại ra làm tiếp. Đấy thì hơi mất thời gian chút nhưng mà an toàn. Còn về phong cách thì có người thích làm dăm bay, làm dăm đĩa, dăm mỏng, có người thích làm dăm tròn, có người thích rụt, có người thích bay, tùy thôi, tùy mỗi người. Nhưng mà định làm nào thì có phương pháp của cái cách đấy thôi các bạn. À, cái này thì tôi muốn làm nó đĩa một chút, tất nhiên phải dày nữa thì nó mới ra cái đĩa. Đấy, bây giờ nó hơi tròn luôn, sau bay thêm một bay thêm và dày thêm, cắt thấp cái đĩa xuống thì là sẽ tán rất là đẹp. Cái này tán rất là đẹp. Đấy, dày hơn trước và sóng hơn trước rồi đấy. Bác nhìn nè, nhìn gần thì hơi khó vì là cái to mà các bác, nhìn gần thì hơi khó, kiểu như một bức tranh vẽ trên tường mà các bác nhìn gần thì không thấy được. Như những cái tòa nhà đang chạy led, chạy điện mà nó có chạy ra hình ấy, các bác mà đứng sát vào chi tiết thì các bác không thể nhìn thấy, mà vẫn đứng xa cũng nhìn thấy. Đấy, cái to thì thường thì ngắm xa, còn thẩm định thì ngắm chi tiết thôi, còn để chơi thì ngắm xa. Đấy các bác nhé, đầu tiên tay dăm chân bệ là cây rất côn rụt, cây này cao loanh quanh hơn mét tí thôi các bác. Cái chậu nó quá chênh ảnh, chưa thấy được này. Thay cái chậu này cũng, tôi muốn thay một cái chậu tàu mỏng đến đây thôi, đây. Nhưng mà hơi khó kiếm cái chậu tàu như thế đấy các bạn, bể xi măng thôi, hơi khó kiếm đấy. Thứ nhất khó, thứ hai là cũng tiền nó cũng căng đấy. Đấy, xong lúc đấy thì mới làm đất, làm cho nó hài hòa với cái bệ này.
Đấy, chứ bây giờ kiểu trung tạm các bác. Đối nhìn xuyên lên trời bạn xem sao. Đúng cái to quay gần hơi khó. Đấy, dần dần rõ dần. Sáng cây, rất sáng cây nhé. Đấy. Đi ra đằng sau một chút, không có lối đi. Sau này về già thì quy hoạch lại cái vườn các bạn. Bây giờ thì chưa có lực, vừa chưa có nhiều cây, cơ bản là chưa có lực là chủ yếu. Bác Hồ chưa cho phép. Đấy. Phải đứng lệch vì là nó vướng cây hoa hồng. Đấy, giờ chỗ đây. Bác tưởng tượng là mặt sau nó cũng rất là đẹp. Ok rồi các bác nhé, tí nữa còn chỉnh sửa thêm cơ. Đấy, nhưng mà cơ bản quay phục vụ các bác thì quay thế thôi. Cứ mà cứ tỉ mỉ tần mẩn cả ngày thì các bác theo dõi cũng mệt lắm. Cảm ơn các bác nhé, tôi sang cây mới.